Quý vị, tôi là Lê Trung, phóng viên của báo Tuổi Trẻ. Hiện giờ thời tiết của địa bàn xã Trà Leng thì giờ mưa bắt đầu nặng hạt dần, và lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm trong màn mưa dày đặc. Hiện giờ đã vẫn còn 13 người bị mất tích trong lớp đống đổ nát do vụ sạt lở gây ra. Baba. Cũng qua lắm như cục lộc. Đây đi qua lại đâu á? Về bắt đầu mây rồi mới lên lại đây. Lấy cái mày này để xí là phủ căng lần như lấy nhiều.